gái bạc ký 6 nha, gái nha con. Con gái dễ thương. Con gái dễ thương nha. Nằm dưỡng nhi là khoảng bao lâu mới xong? Nửa ngày. Rồi, gặp với mẹ nha. Bé Bi. Đô thị Công Dân 37142, 37142. Xin chuẩn bị luôn. Rồi, chị mở mắt kìa, sao cháu luôn. Mấy bà nhà xưa ta kỹ, ta không có chụp hình em bé mới ra đời đâu. Biết sao? Nó mới đầu đời ra mà bị chụp mũ rồi nên ta cử. Bác sĩ là quay luôn, quay từ luôn. Trong luôn. Giống như hồi xưa đâu có nằm thang thì có không? Bây giờ nằm phòng máy lạnh. Bây giờ nằm phòng máy lạnh không à? Á hoài à, chán con. Hồi trước là nằm thang đúng không? Bây giờ nằm phòng máy lạnh không à?